con hôm nay Kim Dung nhờ con điện viết, Kim Dung có việc có vào trường được nên con xin được điện viết con đọc bài cũng như con làm MC cho thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, cảm ơn Như Quang đã cho đề tài bài học. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con xin được đọc bài chánh văn ngày hôm nay trước khi chúng con tỉnh thượng tọa Pháp Thanh nên giảng dạy bài học. Bài học ngày hôm nay Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 2 Tương Ưng Thiên Tử. Ba La Mã Phẩm Các Ngoại Đạo, bài Ba La Mã Sê Ri. Đứng một bên, Thiên Tử Sê nói lên bài kệ với Thế Tôn. Cả hai loại trời người đều ưa thích ăn uống, có dạ so tên nào lại không thích ăn uống? Thế Tôn, ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh được phần món ăn ấy, đời này và đời sau hãy ngăn sang tham. Bố thí nhiếp cấu uế chúng sanh vẫn hưởng thọ công đức trong đời sau. Thế Tôn, thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói điều khéo nói như vậy. Ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh được phần món ăn ấy đời này và đời sau, vậy hãy ngăn sang tham, bố thí nhiếp cấu uế chúng sanh vẫn hưởng thọ công đức trong đời sau. Bạch Thế Tôn, thở xưa con là vua tên Sari, tên Seri, ưa bố thí, là bậc thí chủ tán thán bố thí. Bạch Thế Tôn, tại bốn cửa thành bố thí được phân phát, nhân danh con cho những ai lính sinh, cho các vị Bà La Môn và Sa Môn, cho các người nghèo đói và tàn phế, cho các nhà lữ hành và hành khất. Bạch Thế Tôn, khi con đến các cung phi của con, họ thưa với con: Đại vương thường hay bố thí, còn chúng con chưa bố thí. Lành thay nếu chúng con được nương tựa đại vương để bố thí và làm các công đức. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Ta là người ưa bố thí, là thí chủ tán thán bố thí. Nay ta phải trả lời thế nào khi họ đến thưa? Họ đến và thưa: Chúng con, chúng ta hãy bố thí. Bạch Thế Tôn, con cho các cung phi cửa thành thứ nhất: Ở đây các phi được bố thí và bố thí của con trở lui. Rồi Bạch Thế Tôn, các sát đế lị, khách tí giá, chư hầu của con đến con và thưa: Đại vương đã bố thí, các cung phi đã bố thí, con chưa bố thí. Lành thay nếu chúng con được nương tựa đại vương để bố thí và làm công đức. Rồi Bạch Thế Tôn, các sát đế lị, Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Con là người ưa bố thí, ta là thí chủ tán thán bố thí. Nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến? Chúng ta tôn cho các chư hầu khách thi giá cửa thành thứ hai: Ở đây các chư hầu khách thi giá được bố thí và bố thí của con được trở lui cho con. Rồi Bạch Thế Tôn, quân đội đến, con và thưa: Đại vương đã bố thí, các cung phi đã bố thí, các chư hầu khách chi giá đã bố thí. Chúng con chưa bố thí. Tốt lành thay nếu chúng con được nương tựa đại vương để bố thí và làm các công đức.
Rồi bạch Thế Tôn, các bà la môn gia chủ đến con và thưa: Đại vương đã bố thí, các cung phi đã bố thí, các chư hào khách chi giá đã bố thí, quân đội đã bố thí, chúng con chưa bố thí. Tốt lành thay, nếu chúng con được nương tựa đại vương để bố thí và làm các công đức. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Ta là người ưa bố thí, là thí chủ 8 tháng bố thí. Nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến và thưa: chúng ta hãy bố thí. Bạch Thế Tôn, con cho các bà la môn gia chủ cửa thành thứ tư. Ở đây các bà la môn gia chủ được bố thí và bố thí của con được trở lui lại cho con. Rồi bạch Thế Tôn, các người của con đến con. Bạch Thế Tôn, các người con của con đến con và thưa: Nay đại vương không còn bố thí nào để cho nữa. Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các người ấy như sau: Này các ông, các thuế má thu được từ các nước ngoài vào một nửa, hãy gửi vào trong nội thành một nửa ngay tại chỗ ấy, đem bố thí cho các vị sa môn, bà la môn, các người nghèo và tàn tật, các lữ hành và hành khách. Như vậy, bạch Thế Tôn, con không trong một thời gian dài các việc làm công đức, trong một thời gian dài các đàm thiện, những việc làm được con xem như là công đức, hay như là công đức quả, hay là những điều kiện được sanh thiên giới, được sanh thiên giới. Thật là hy hữu bảy tôn, thật là kỳ diệu bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vậy. Ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh được phần món ăn, được phần món ăn ấy đời này và đời sau, vậy hãy ngăn sang tham, bố thí nhiếp cấu uế, chúng sanh vẫn hưởng thọ công đức trong đời sau. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp an vui tiến hóa, và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Như Quang đã phát bài học, và con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa và đại đức tăng. Kính lễ ngài trí đức, đại đức quán không. Và chào tất cả quý tôn giả, quý phật tử. Cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai, cảm ơn cô Nhật Quỳnh và cảm ơn cô Như Quang đã bót bài và đọc bài. Trước khi vào thời giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh hướng về tam bảo để làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddha giá. Nam mô Dhamma giá. Mô Sanh Ga Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh nhập phiền não, ngài đã bày dạy bánh xe sinh tử luân hồi thầy cả chư thiên và nhân loại.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong ngày hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mẫu phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khang an, chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Và hôm nay chúng ta học cái đoạn thứ ba, thì trong cái đoạn này các vị thiên tử Siri thì vị này là một cái người thích bố thí khi còn là vua. Vị này tự thân mình làm những cái công hạnh bố thí, rồi đã hỗ trợ cho những cái người cung nữ cũng như những cái người tướng, những cái người hầu cận của mình được làm cái công hạnh bố thí. Thì quý vị biết rằng chúng sanh phàm nhân thì ai cũng có cái tánh là thích thích ăn uống, thích được những cái lợi lộc, thích những cái điều này kia. Chính vì cái tham muốn này đó, cái tham muốn này nó giống như là những cái chất cấu quế, nó bám chấp mà nó dính vô những cái vật dụng khác. Cái phương pháp mà để đối trị với cái tham muốn này là cái gì? Cái bố thí. Thì thường thường là quý vị khi mà mình để những cái vật dụng, mình chứa đựng nước ha, ví dụ như những cái lu, những cái hồ, những cái chai ấy, mình đựng nước lâu ngày thì thấy vậy chứ. Cái nước, ví dụ như mình mở cái nước từ ở trong cái ống ở nhà máy, nó chảy vô cái thùng hoặc là cái hồ để chứa, mặc dù là ở ngoài nhà máy nó có lọc rồi đó, nhưng mà những cái cặn bã nó vẫn còn. Lâu ngày thì cái lu, cái hồ của mình á, nó có những cái chất cặn bã ở ở trong nước, nó lắng đọng, nó dính, nó bám vô ha. Thì khi mà lâu ngày như vậy, mình muốn làm cho cái lu, cái hồ của mình nó trong sạch tới đời á, thì sao? Chúng ta phải sử dụng những cái chất tẩy rửa thì cái tâm mà bám níu dính mắc, nó giống như là những cái chất thấu quế đó. Còn cái chất mà để tẩy rửa đó, là giống như là cái tâm bố thí để trị lại. Rồi thì cái bố thí nó cũng có nhiều cái từng cái mức độ, cái bậc. Ví dụ cái bố thí mà một cái người bố thí làm với cái tâm lơ là, rồi không có niềm tin, không có trí tuệ, tức là
khi mà những người khác ta bố thí, hay là hoặc là những người bạn rủ rê mình làm một cái cách với cái tâm tư mà miễn cưỡng. Bây giờ bạn bè làm, bạn bè họ nghe tin ở chỗ đó khó khăn thiên tai rồi này kia nọ gì đó ha, họ cùng nhau hùng nhau bố thí, họ kêu mình cũng góp vô để đi ủng hộ, đi quỹ lạo, đi bố thí. Bây giờ nếu mà bằng bạn bè mình ở trong cái chỗ mình ở, trong cái vùng mình ở, trong cái dòng tộc, giờ ai ta cũng gom góp vô, người ta bố thí mà mình không không góp vô, sợ người ta nói, thì thôi. Bây giờ ta làm mình cũng làm cực có nha. Thì cái bố thí đó là chúng ta bố thí với một cái tâm gọi là yếu ớt, với cái tâm mà là hỗ trợ, đó là cái bố thí cái tâm với cái tâm mà yếu ớt mùi lực đó, thì nó cái quả nó rất là thấp. Rồi ở trong này thì nói ai cho với lòng tin, thì ở đây đó khi mà chúng ta có sự hiểu biết, biết về cái luật nhân quả, chúng ta có cái niềm tin, khi mà chúng ta làm những cái việc lành thì sẽ đem đến những cái lợi ích, những cái kết quả tốt đẹp. Thì khi mà chúng ta bố thí với cái sự hiểu biết như vậy, thì là bố thí với lòng tin. Rồi cái mà bố thí cao thượng nhất là gì? Là chúng ta bố thí với cái sự hiểu biết và đầy đủ trí tuệ, đầy đủ tâm tư, và bố thí để đoạn trừ lòng tham, thì đó là cái bố thí cao cao thượng nhất. Thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống có những người họ bố thí, nhưng mà bố thí một cách là thí dụ như bây giờ đi vô quán ăn, vô những cái quán ăn, đi ngang qua những cái người mà ở ngoài đồng chợ rồi họ ngồi họ bộ xin đó, những người ăn xin đó, họ theo họ xin hoài mà giờ không cho thì không được ha, ra mình lơ là mình cho họ, để cho họ đi cho rồi đi, để cứ bám theo cái xin hoài đó. Thì những cái tình huống mà bố thí vậy đó, thì nó cái cũng là cũng cách bố thí, nhưng mà nó đem đến những cái kết quả rất là thấp, cái quả nó cho yếu ớt. Rồi nếu mà chúng ta có sự hiểu biết về cái quy luật nghiệp báo nhân quả, rồi chúng ta có cái niềm tin là khi những cái công hạnh, những cái thiện sự mình gieo trồng thì nó sẽ đem kết quả tốt đẹp, lợi ích. Thì khi mà chúng ta có như vậy, có hiểu biết như vậy, và những cái lúc mà chúng ta có điều kiện, có những cái vật để mà mình bố thí, rồi có người thọ nhận, thì chúng ta làm, thì cái đó là làm với cái niềm tin. Đó. Ví dụ trong cái trường hợp bây giờ mình muốn dân cúng, có chư tăng, có một cái vị tỳ kheo đang đi trì bệnh cấp thực, mà mình có vật thực, thức ăn, thuốc men gì đó,
có điều kiện mình có thể cúng dường được, mình làm nha. Đó thì khi mà chúng ta làm vậy là chúng ta làm với niềm tin. Rồi khi mà chúng ta làm đó, nó có những cái điều kiện, thí dụ như bây giờ đó, mình chỉ có cái niềm tin không thì nó chưa có những cái quả mạnh mẽ. Nhưng mà khi mà chúng ta làm, chúng ta có sự suy tư, gọi là đầy đủ tam tư, tức là chúng ta có sự chuẩn bị trước khi làm. Nha. Bây giờ mình biết là bạn bè mình có buổi trai tăng, hay là sắp sửa ở chùa có cái ngày lễ dân y, bắt đầu chúng ta chuẩn bị những cái vật dụng để mình cúng dường. Rồi thì chúng ta có cái tác ý trước khi mà mình làm cái thiện sự này đó, thì gọi là tư tiền. Trước khi làm chúng ta sắm sửa những cái vật dụng như thế này thế này, thuốc men, y phục, vật thực thế nào đó, đó chúng ta có cái sự suy tính, cái tác ý để mình sắm sửa trước khi làm. Rồi đến lúc mà cái cuộc lễ nó diễn ra, mình đem những cái vật phẩm này mình đến mình cúng dường, thì với cái tâm tư hoan hỷ trong cái thiện sự ngay trong cái thời điểm đó, gọi là cái tư tiền, tức là tác ý hoan hỷ ngay cái giây phút mà mình làm những cái công hạnh thiện sự tốt đẹp. Rồi sau khi mà quý vị làm xong, chiều đến tối về nhà mình nhớ lại, cái thiện sự hôm nay mình làm, mình quan thỉ với cái thiện sự này, lâu lắm mình mới có dịp để mà mình bố thí cúng dường, lâu lắm mình mới có dịp mình hùng phước dân y, lâu lắm mình mới có cái dịp để mà dân cúng thuốc, lâu lắm mình mới có điều kiện để mà hùng phước để mà dân cúng cái chỗ trú ngụ đến chư tăng. Thì khi mà quý vị nhớ lại đó, cái thiện sự của quý vị quan hỷ đó, thì gọi là tư hậu. Mà trong ba thời chúng ta chuẩn bị, rồi khi chúng ta làm, sau khi chúng ta làm với đầy đủ tam tư hợp trí, như vậy đó thì cái phước báo nó cho quả rất là lớn. Và chúng ta biết rằng đó, chúng ta làm đây không phải gì mong cầu, không phải mong cầu để sau này là được sanh về cõi trời, rồi là cái người giàu sang phú quý, mà chúng ta làm cái hành bố thí này để đoạn trừ tất cả những cái cấu quế phiền não ở trong nội tâm mình, thì đó là cái phước báo cao tột nhất. Để mà chúng cái diệt trừ tất cả những cái phiền não để hướng đến cái giải thoát an vui tuyệt đối. Còn nếu mà chúng ta làm nhưng mà chúng mong cầu thì cái phước này gọi là cái phước còn dính mắc trong cái pháp hữu vi. Tức là mình làm mình cũng có tâm tư đó, có chuẩn bị đó, hợp lý đó, nhưng mà mình còn dính mắc bây giờ cái đời sống này mình khổ quá, mình thiếu thốn quá, rồi mình không có tài sản, không có địa vị như thế nào, bây giờ mình làm với cái phước báo này để cầu mong là sau này sanh ở cõi trời để thừa hưởng những cái
cái thiên súc, thiên lạc nha. À, mình tái sanh ở cõi người thì mình là cái người giàu sang, à, có tài sản thế này thế khác, thì cái mà chúng ta làm với cái ý tưởng này á, nó còn hạn lượng ở trong cái các cái pháp hữu vi, còn sự dính mắc, à, cho nên là cái phước nó không có mạnh mẽ. Còn nếu mà chúng ta làm với cái tâm buông bỏ, à, hiểu biết rằng nó là cái nhân để đoạn trừ tất cả những cái phiền não, để đưa đến giải thoát, à, thì như vậy cái phước nó rất là lớn, à, gọi là, à, trong kinh gọi là đắc khí na đa ná đó. À, tức là chúng ta làm với trí tuệ hiểu biết nhân quả, và chúng ta làm để đoạn trừ, à, các cái phiền não và đoạn trừ cái tâm tham ái dính mắc, à. Rồi đó là về phía, à, phía cái vị thí chủ. Rồi khi mà chúng ta, à, dân cúng đó, bố thí đó, thì cái đối tượng thọ thí nữa, nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ bây giờ đối với những cái người mà phạm nhân, à, thì cái, à, cái người mà nhận cái sự bố thí nó cũng đem đến cái quả, à, nếu mà cái người mà không có giới, à, ví dụ như những cái trường hợp mình thấy cái người này, biết những cái người này là những cái người không có gìn giữ ngũ giới, nhưng mà bây giờ họ bệnh hoạn, họ khổ đau, thấy không? Giả dụ như bây giờ cái người mà họ thường hay nghiện rượu, uống rượu, nhưng mà bây giờ họ bị bệnh, họ bị xơ gan, bây giờ cái bệnh đang hoành hành, nó hành hạ họ đau khổ, thấy không? À, mình bố thí, mình giúp đỡ, nhưng mà nếu mà những cái đối tượng mà không có giới thì cái quả nó thấp. Hay là bây giờ những cái con vật, ví dụ cái thấp nhất là khi mà quý vị bố thí đến những cái con kiến, à, bây giờ, ví dụ mình mua đường, mua gì đó, à, sau khi mình rút vô cái hũ rồi, nhưng mà cái đường nó còn bám, nó dính lên cái bao đó, à, bây giờ mình có cái tác ý, à, bây giờ đem cái bao này mình dục vào trong cái thùng rác, à, thôi bây giờ nó cũng còn dính đường ở đó, nhưng mà bây giờ cũng không đáng gì bao nhiêu, à, bây giờ mình đem lại gần gần cái ổ kiến nào đó, mình bỏ đó để cho mấy con kiến nó ăn cái phần đường mà còn dính ở trên bao, à, hoặc là hàng ngày khi mà mình vo gạo, à, thay vì mình chắc cái nước gạo đó mình bỏ đi, à, bây giờ mình vo gạo mình đến những cái ổ kiến nó gần gần đó, cách đó chừng khoảng chừng già ba tấc vậy đó, thì mình vo gạo xong cái mình chắc cái nước cám, ha, rồi những cái hạt thóc, à, hạt tấm, hạt gạo nó rơi rớt gần cái ổ kiến đó, để với cái tác ý là để mà bố thí cho những cái con vật này, à, nó có được một cái vật thực để mà nó sử dụng, nó sống, ha. Thì khi mà mình tác ý mà mình bố thí đến những cái con vật đó nè, mình cũng có phước nè, à, nhưng mà cái mức độ nó từ thấp đến cao, à, ví dụ như bố thí con vật, à, 100 lần thì mới bằng bố thí đến cái người mà không có giới một lần. Rồi khi mà bố thí đến cái người mà có giới 100 lần, à, xin lỗi, bố thí đến người không có giới 100 lần thì mới bằng bố thí đến người có giới. À, rồi bố thí cái người mà có giới 100 lần nữa, thì bằng bố thí đến những cái người mà có sự nỗ lực tu tập hướng đến cái, à,
tầng thánh nhập lưu một lần. Nha, thì cứ từng tự cái phước báo đó, nó sẽ lớn dần như vậy. Đó, đến khi mà có điều kiện, có bậc chánh đẳng chánh giác, à có các vị thánh thinh văn, à có tăng chúng xuất hiện ở thế gian này, à nếu mà chúng ta làm, à chúng ta dâng cúng đến tăng chúng, à vô phân biệt, à tức là không có chúng ta dâng cúng đến chư tăng chứ không có nghĩ rồi gì. Dân cúng đến vị sư A, sư B hay gì hết ha. Đó, thì khi mà dân cúng đến cái chư tăng vô phân biệt như vậy đó, dân cúng đến tăng thì cái phước nó là lớn lao thù thắng nhất ha. Đó, thì cái quả phước nó cứ từ thấp đến cao vậy. Cho nên là khi mà chúng ta dân cúng giống như là chúng ta gieo, gieo trồng những cái hạt giống, nếu mà cái hạt giống của mình là cái hạt giống với trí tuệ, rồi có tam tư đầy đủ, là cái hạt giống mà nó mạnh mẽ, nó chắc. Còn khi mà chúng ta gieo trồng, cái người mà thọ nhận là giống như cái mảnh đất, nếu mà chúng ta gieo vô những cái thửa đất mà nó không có tốt đẹp, mà nó đầy cỏ dại kia nên á, thì nó cho quả rất là thấp. Còn nếu mà chúng ta gieo trồng đến những cái thửa đất mà màu mỡ, không có sự phá hại của sâu bọ, của các cái loài thú kia nọ đó ha, thì nó sẽ cho cái mùa màng bội thu. Đó, để chúng ta hiểu biết là trong các cái công hạnh chúng ta sẽ làm để đem đến một cái quả đẹp cho bản thân, cũng như là trong đời sống hiện tại, cũng như là trong ngày vị lai. Đó, thì người ta nói xong cái của cho không bằng cái cách cho. Thì khi mà chúng ta bố thí đến một cái người bần cùng neo đơn, người ăn xin chẳng hạn, với cái tâm mà không có sự tôn trọng, thì cái quả nó thấp. Còn khi mà chúng ta dâng cúng, bởi tại sao gọi là có lúc gọi là bố thí, có lúc gọi là cúng dường, cũng là đem cái vật dụng ra để cho người khác, nhưng mà khi mà bố thí thì bố thí đến những người bần cùng neo đơn, những người ăn xin ăn mày, thì nó thiếu cái sự kính trọng. Còn khi mà dân cúng đến chư tăng, thì nếu mà quý vị có với cái lòng tôn kính thì gọi là cúng dường, thì quý vị chẳng những là được cái phước vật là quý vị bố thí vật dụng, thuốc men, thức ăn, chỗ trú ngụ, thì cái đó là cái phước vật. Nhưng mà khi mà mình dâng cúng với cái sự cung kính, cái đối tượng mà mình bố thí đó, thì gọi là cúng dường, thì quý vị được tới hai cái phước là một cái phước vật và một cái phước là phước đức. Thì sau này quý vị là cái người mà có tài sản. Tại vì cái phước vật thì nó sẽ đem đến cái phước tài sản vật chất. Còn nếu mà mình khi mà mình có sự tôn trọng cung kính, thì mình được cái phước đức, là sau này mình là cái người mà vừa giàu sang, có tài sản,
Rồi có địa vị và được những người xung quanh trong dòng tộc hoặc là trong địa vị xã hội người ta tôn trọng, người ta cung kính mình. Đó. Quý vị thấy rằng cũng có nhiều người họ giàu sang, tài sản rất là lớn, nhưng mà họ không có địa vị trong trong cái xã hội, họ thiếu sự cung tôn trọng, cung kính ở ngoài đời. Ví dụ như bây giờ ông này cũng có tài sản cả hàng trăm, nhưng mà ông chỉ là một cái ở trong một cái xí nghiệp, một cái doanh nghiệp nào đó, một cái tập đoàn nào đó, không? Nhưng mà cái ông này á, ổng là cũng giàu có, nhưng mà ổng có chức vụ, ví dụ ổng làm thủ tướng, ổng làm bộ trưởng, ổng làm tỉnh trưởng, thì người ta có cái sự tôn trọng, kính trọng không? Đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta làm là nếu mà chúng ta làm chúng ta có thêm cái lòng tôn kính thì chúng ta được hạnh phúc, là vừa về cái phước vật mà vừa cái phước đức nữa, không? Đó. Rồi khi mà chúng ta làm tự bản thân mình làm rồi chúng ta hỗ trợ những cái người khác làm thì cái phước nó càng càng mạnh mẽ hơn. Đó, thì trong cái trường hợp mà cái ông vua ông la, rồi ông cho những cái người cung nữ, những cái người tướng tá, những cái vị cận thần đến tất cả những cái người nào mà quan thị trong cái công hạnh bố thí, ông ta hỗ trợ để cho những cái người này làm, thì cái phước nó càng càng mạnh mẽ, sau này sẽ có những cái hội chúng đông đảo, có thân bằng quyến thuộc, là những cái người mà giàu có nhiều tài sản, cho nên là chúng ta cái hạnh bố thí, nhớ rằng cái bố thí là cái hạnh đầu tiên trong 10 30 pháp độ. Bố thí bờ bên, bố thí bờ trên, bố thí bờ cao thượng, đó. Cho nên là tùy theo cái điều kiện, cái công hạnh của mình, mình sẽ làm để chúng ta dung bồi các cái phước báo, các cái pháp độ cho chính bản thân mình. Thì không là chờ chúng ta giàu có, như ăn như để rồi chúng ta mới làm, mà ngay khi nào chúng ta có điều kiện chúng ta làm. Nên đừng có chờ mà tôi chừng nào tôi có 100 triệu mà tôi mới đi chùa, tôi trúng số vài 3 tỷ tôi mới cúng dường tam bảo. Thì là nếu mà những cái người mà có cái ý như thế đó thì không bao giờ mà làm được, không biết chừng nào mới trúng số, biết chừng nào mới có được một cái khoản tiền lớn dài 300 triệu. Thành ra đó, khi nào chúng ta có điều kiện, mình khả năng điều kiện mình có bao nhiêu là bao nhiêu, mình cúng dường đâu phải cần đòi hỏi phải 100 200 triệu mới là có phước, mà chúng ta cúng 1.000 2.000 5.000 vẫn có phước như thường. Đó, chứ không phải chờ tới mà chúng ta giàu có như ăn như để rồi cái nọ rồi chúng ta mới làm. Đó, thành ra đó cái vấn đề mà mình bố thí quan trọng là với cái tác ý.
Thì rất là nhiều cái những cái câu chuyện ở trong cái Hạnh Vạn nói về những mà những cái bậc thánh sau khi mà các ngài đã chứng đắc đạo quả rồi đó, các ngài mới nhìn lại hoan hỷ với cái công hạnh mà mình làm. Thì trong Hạnh Tạng nó có nhiều những cái câu chuyện, những cái vị này cái thời kỳ quá khứ đó, là những cái vị Bà La Môn tu tập ở trong rừng nha. Quý vị biết là những cái vị mà tu tập trong rừng thì đâu có tài sản gì nè, hàng ngày họ sống bằng cái cây, bằng những cái vật dụng rồi có duyên may khi mà gặp được bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là gặp được các cái chư tăng khi mà đi trì bình khất thực, thì sao họ hái những cái trái cây, những cái trái cây mà họ hái để mà họ chuẩn bị để mà họ họ dùng đó, họ ăn đó ha, hoặc là họ xuống dưới hồ họ hái những cái bông sen, cái củ sen, hái bông súng, củ súng, họ dâng cúng. Nhưng mà các cái vị này đó chẳng có phước báo, do cái do gì cái tâm có sự tịnh tính đối với tam bảo, đối với bậc chánh đẳng chánh giác, đối với các bậc thánh thinh văn, đâu cần đòi hỏi những cái việc phải vật dụng phải là cao sang, là những thức ăn thượng vị thế này thế khác ha. Nhưng mà dân cúng cái cây, dân cúng củ sen, củ súng, nhưng mà trải qua rất nhiều kiếp sống là tái sanh ở cõi trời, là những cái vị chư thiên, rồi những cái vị chuyển luân thánh vương, trong cả ngàn kiếp, một cái thời gian rất là dài. Rồi chính những cái công hạnh này đó, nó là cái nền tảng, những cái phước báo nó nâng đỡ các vị này tạo trữ đầy đủ các cái pháp độ, thì đem đến đạt đến cái thánh đạo thánh quả, để đoạn trừ tất cả những cái phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên là cái điều quan trọng là chúng ta phải thực hành những cái công hạnh bố thí, là nó là cái khởi đầu cho các cái thiện nghiệp. Nếu mà bây giờ mình có những cái vật dụng mà mình không có sử dụng đến, mình nói là cái đồ dư đó, đồ thừa thải đó, mà mình cũng khư khư mình giữ đó chứ mình không cho ai hết, mình chấp thủ, thì sao? Thì chúng ta chưa chưa có diệt trừ được cái tâm dính mắc tham muốn ở trong nội tâm, mà khi mà những cái phiền não nó còn bám níu, cái sự chấp thủ nó còn, thì chúng ta khó mà thực hành các cái công công hạnh khác. Cho nên á là Đức Phật thường giảng pháp theo cái tuần tự pháp, thì về cái công hạnh bố thí, rồi trì giới, rồi tu tiến nhân dân đó đó. Cho nên để mà những cái người Phật tử họ có sự hiểu biết, rồi họ quan hệ để mà họ tạo trữ những cái công đức phước báo, Đức Phật giảng về những cái lợi ích của bố thí, rồi cái quả của bố thí.
để gì? Là thấy được cái nhân quả khi mà chúng ta làm những cái việc lành, à, thì nó sẽ cái lợi ích kết quả tốt đẹp, một cái đời sống an vui, ha, đó. Rồi từ đó mà chúng ta phát triển các cái thiện pháp khác, à. Cho nên trong cái đời sống, à, thì chúng ta phải nỗ lực tạo trữ tất cả những cái công đức phước báo. Rồi có những người ấy, thì trong đời sống cũng vậy, người ta thích, thí dụ có những người họ thích là trai tăng dân cúng vật thực thôi, à, chứ không có làm những cái việc khác, à, có những người thì thính là dân cúng thuốc men thôi, à, có người thì thích là dân cúng y phục, à, thế này thế khác, à, thành ra đó trong đời sống không phải là chúng ta chỉ có sử dụng cái vật thực để nuôi mạng không, mà chúng ta còn cần những cái thứ khác, nè, không phải chúng ta chỉ mặc y không, thấy không, mà chúng ta cũng cần phải có thuốc men, có vật thực, có chỗ trú ngụ chứ, à, cho nên á là trong điều kiện, thí dụ như trong bốn món vật dụng, à, chúng ta có thể làm, à, bất cứ khi nào mà có điều kiện, à, chứ không phải là chúng ta chỉ nói là dân y thôi, à, dân gạo thóc cho chư tăng không, à, mà trong bốn món vật dụng nếu mà, à, trong điều kiện nào chúng ta làm được thì chúng ta nên làm, rồi chúng ta làm với cái tâm vô phân biệt, à, biết rằng dân cúng đến những cái vị mà, à, có giới thì phước nó cao hơn, nhưng mà khi mà mình thấy một con vật nó đang đói khát, nó đang khốn khó, à, nó đang khổ sở, bây giờ mình nói không bố thí đến con vật cái phước nó nhỏ, à, chờ chừng nào mà có cái vị tỳ khưu mà đi bác mới mới bố thí, à, thì chúng ta gì bốn thí còn cái sự phân biệt, à, còn hạn lượng, à, bây giờ mình thấy con vật nó đang cao, nó đang đói khát, nó đang cần, mình cũng sẵn sàng bố thí cái người bần cùng neo đơn, cái người ăn xin, à, mặc dù là cái người họ không có giới, nhưng mà khi mà họ thấy họ đang khổ đau mình cũng có thể bố thí, à. Khi mà chúng ta bố thí với cái tâm tư mà rộng mở, à, thì cái quả nó sẽ thù thắng tốt đẹp, à. Rồi á, à, có nhiều người cứ nghĩ là, à, ngài Thánh Tăng Sivali là một cái vị mà có cái phước báo là về cái phước vật nó thù thắng, à. À, rồi hàng ngày là thờ cái hình tượng của ngài, chứ sự thật ra đó quý vị biết rằng bản thân ngài cũng phải làm, à, ngài phải thực hành đó, thì trong một cái kiếp quá khứ khi mà ngài đi được thí chủ người ta, à, thỉnh mời đến dự một cái bữa trai tăng, à, thí chủ dân cúng vật thực, à, sau khi ngài thọ dụng xong á, trên cái đường đi về thì ngài thấy cái bầy, à, con chó mẹ và một bầy chó con, mà con chó mẹ đó nó đói quá, à, nó đói quá, trong khi bầy con nó đang theo để mà đòi bú sữa, à, mà con chó mẹ nó ốm lòi xương sườn xương sống, không, à, ngài mới động lòng, ngài thấy vậy ngài mới, à, nôn hết tất cả những cái vật thực mà ngài ăn
để bố thí đến cho cái bầy chó đó. Nè, và sau khi mà ngài bố thí rồi, ngài nguyện là từ nay sau đừng bao giờ, đừng bao giờ nghe tới hai cái chữ mà không có. Đó, từ đó mà cái phước báo hỗ trợ ngài trong cái đời sống là không bao giờ mà khi mà khởi tâm lên cần dùng một cái vật gì thì không bao giờ mà không có người mà hỗ trợ dâng cúng cho ngài. Cho nên chúng ta ở đây đó, chúng ta noi gương ngài, chúng ta thực hành cái công hạnh bố thí vô phân biệt. Ngài, mặc dù ngài là một cái vị tỳ kheo, nhưng mà khi thấy bầy chó nó khổ, nó đói quá, ngài bố thí đó, sẵn sàng bố thí đó cho nó. Ngài đâu có tính toán gì đâu, chỉ ngài nói bây giờ mình là vị tỳ kheo, mình bố thí cho bầy chó là con vật, thì về cái quả phước nó thấp thỏi quá. Nhưng mà mình thấy nó là một những chúng sanh đang khổ đau, đang quằn quại khổ đau. Bây giờ mình muốn so sánh, mình có tính toán, mình có nói là phước nó nhiều phước ít gì hết, mà ngay phút giây phút này có những chúng sanh đang khổ đau, đang cần sự giúp đỡ, mình có điều kiện mình hỗ trợ, mình bố thí, mình giúp đỡ để chúng sanh này diệt trừ cái khổ đau đó. Mình sẵn sàng, mình thực hành, mình làm, thì như vậy chúng ta làm với cái tâm vô phân biệt, hợp trí, rồi ta làm với cái trí tuệ mạnh mẽ, thì như vậy nó sẽ đem đến cái quả tốt đẹp, lâu dài trong nhiều kiếp sống. Cho nên là chúng ta nhớ là chúng ta bố thí với niềm tin về cái luật nhân quả, rồi làm với trí tuệ hiểu biết, đầy đủ tam tư, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng, làm với cái bàn tay rộng mở, với cái tâm vô phân biệt, rồi chúng ta làm với cái sự tôn trọng, cung kính, thì như vậy đó cái phước báo nó tròn đủ và nó sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp lâu dài. Và cái điều quan trọng là chúng ta làm, chúng ta không có dính mắc, không có cầu mong là được thừa hưởng tài sản, nhân giới, thiên giới gì hết. Mà chúng ta nhớ rằng làm để diệt trừ tất cả những cái dính mắc phiền não để đưa đến sự giải thoát. Thì như vậy là cái công hạnh bố thí của chúng ta sẽ đem đến những lợi ích tốt đẹp, những cái phước báo lâu dài. Và chính những cái pháp này nó trở thành những cái pháp độ, những cái phước báo bài la mật để nâng đỡ, hỗ trợ chúng ta trên bước đường tu tập để đạt đến sự an vui giải thoát. Cái phước báo này thì cũng kính cầu mong chư tôn đức pháp thể các ngài, chúc tất cả quý tôn thử, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, có thêm được những cái hiểu biết, những cái kiến thức để chúng ta thực hành trong đời sống, là những cái nền tảng để từng bước chúng ta thực hành những cái pháp cao cả để hướng đến cái con đường giải thoát. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, với phước báo này cầu mong chư thiên quan hệ phước báo, cầu mong tất cả các chúng sanh sớm thoát khỏi những thiên tai dịch quả, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng trao đổi, chia sẻ
trên cái đề tài bài học ngày hôm nay về cái câu Phật ngôn thứ ba. Trời xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tách nước ở tỉnh thất thiện hữu ạ. Dạ, cảm ơn Quang Thanh cho nhục mình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy á. Đức Pháp Trang, Đại Đức Tự Đức cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng, nhục quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhục quỳnh kính lễ cô tiên, nhục quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và trong khi đại thượng thọ Pháp Thanh dùng tách nước, và nhục quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Và nào có câu hỏi xin tay lên trong bài học hôm nay thượng tọa Pháp Thanh giảng, có gì chưa hiểu, có gì thắc mắc thì kính mời bàn tay, cũng như là mình hiểu như thế nào về bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Hằng Mai ơi, bữa nay Nhật Quỳnh thấy Hằng Mai rất cho thích Kim Nhung. Tina có câu hỏi à? Rồi bây giờ ưu tiên người đưa bàn tay, Tina chờ chút xíu nha. Dạ, mời Hằng Mai nha. Đó là mô tham giá, là mô sanh thai giá, con kính bày lễ sư trí đức, sư pháp thanh, sư quán không và quý chư tăng, cùng các cô tu nữ kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, tại thương nguyên hôm nay thì con rất là hoan hỷ vì sư pháp thanh đã giải thích về việc cái việc bố thí như thế nào, nhưng mà con có một cái thắc mắc là vậy thì khi mà mình bố thí thì mình phải có một cái thái độ sáng suốt và định tĩnh và trong lành, phải không thưa sư? Thì cái người mình sẽ tùy vào thuộc vào cái hoàn cảnh và cái việc mà mình thấy để mình tự sao cho tốt đẹp, thì có phải chăng là sống thuận pháp chính là đừng có để cái bản ngã tham sân si điều khiển cho mình trong cả trong cái việc bố thí? Vì khi mà chúng ta không để cái bản ngã vào cái những cái việc thiện đó, thì cái tánh biết sáng suốt định tĩnh sẽ soi sáng và hướng dẫn mọi hoạt động cũng như cái sự suy nghĩ của mình, phải không thưa sư? Và khi mà chúng ta có thể buông bản ngã xuống thì chúng ta có phải chăng là chúng ta sẽ sống thuận pháp, và lúc đó thì có phải tấm biết sẽ tự soi sáng, và chúng ta phải biết làm gì trong từng hoàn cảnh và làm đúng, chứ không có để cái bản ngã mình can thiệp vào. Vì như sư nói là khi mà có cái bản ngã, khi có sự thỏa mãn cái bản ngã nơi mình đó, thì không thuận pháp và có thể sẽ chút phiền não. Dạ thưa sư, xin sư giải thích cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Ca giá. Thì chúng ta nhớ rằng Đức Phật dạy không có người gieo nhân, cũng không có người gặt quả, mà chỉ có dòng nghiệp báo triền miên. Thì chúng ta phải hiểu rằng đó, các cái thiện hay là bất thiện chúng ta làm, ở đây không có một con người, không có ông sư Pháp Thanh, mà cũng không có Hồng Mai vậy. Tất cả những cái này nó là thuộc về tục đế chế định ở thế gian thôi. Ông sư Pháp Thanh là cũng chế định, ông Hồng Mai cũng là chế, thấy không?
à, mà không có cái bản ngã nào ở trong đây hết á. À, nó chỉ là sự vận hành của các pháp, của duyên. À, nhưng mà nếu bị phiền não chi phối, à, chúng ta tạo trữ, gieo trồng những cái chủng tử xấu thì nó đưa đến cái quả khổ đau. À, còn nếu mà chúng ta làm với sự hiểu biết, trí tuệ sáng suốt, à, tâm định tĩnh, à, thì nó sẽ đem đến cái an vui. À, còn nếu mà chúng ta chưa có hiểu biết Phật pháp, à, chưa thấy chúng ta làm còn còn xen vô cái bản ngã, à, tôi làm á, à, cái chuyện này là trời, tôi là bố thí dữ lắm, tôi đi chùa dữ lắm, thấy không? À, để gì? Để cầu mong được à, tài sản rồi này kia nọ, thấy không? Thì quý vị thấy rằng đó, đa phần những cái người mà sơ cơ họ mới đi chùa đó, đi chùa với cái tâm mong cầu mà, à, đi lại chùa cúng chút cái bắt đầu giải cầu giải gian cho gia đình con là tránh khỏi những rủi ro tai hại, cầu mong cho con nó thi đậu, cầu mong cho con nó đi làm được là địa vị cao được thế này thế khác, ha, cầu mong gia đình tránh khỏi bệnh tật an vui rồi thế này khác đó. Thì á, thì đa phần á, những cái người mà sơ cơ mới đi chùa là họ coi gì? Họ coi cái ông Phật giống như là cái vị thần vậy đó. Họ đem đến, họ dâng cúng để cái cầu mong. À, còn nếu khi chúng ta có sự tìm hiểu, học hỏi, à, với trí tuệ thì chúng ta làm, à, để gì? Với mục đích là để tạo những hạnh, à, gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, à, để diệt trừ sự dính mắc, diệt trừ những cái phiền não, à, đó giống như là cái công hạnh, nó là những cái chất tẩy rửa những cái ô uế trong nội tâm. À, còn nếu mà chúng ta làm những cái công hạnh này mà chúng ta còn mong cầu thì sao? Những cái phiền não, những cái cấu uế nó còn bám níu ở trong cái nội tâm chúng ta. À, cho nên à, khi mà chúng ta làm với cái niềm tin, với trí tuệ, à, để chúng ta diệt trừ những cái dính mắc, những cái bám níu, à, diệt trừ những cái phiền não. Còn nếu mà chúng ta làm à, còn dính mắc là với bản ngã, à, với các pháp hữu vi, với các pháp thế gian, thì như vậy đó là những cái phiền não, những cái dính mắc ở trong thế gian nó chưa được buông bỏ, à, thì chúng ta phải hiểu để những cái cộng hạnh này, à, cái lời Đức Phật dạy là sao? À, thỉnh thoảng chúng ta mới có điều kiện, à, bố thí để diệt tận lòng tham. À, chúng ta phải hiểu cái lời dạy của Đức Phật để, à, chúng ta thực hành để đem đến sự an vui tốt đẹp trong đời sống hiện tại và tạo nhân, à, để chúng ta thực hành, à, trong những kiếp sống tương lai để đạt đến sự an vui tuyệt đối. Và xin giải thích cái thắc mắc của cô Mai và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tát. Dạ, sa thú là sa thú thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Phật Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của học sinh Hồng Mai, và Hồng Mai kính tri ân sư rồi. Dạ con
định để coi còn có vị nào đưa bàn tay không, nhưng mà không thấy vị nào đưa bàn tay hết. Con xin được phép hỏi câu hỏi của Tina. Nam mô Bích Tha giá, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Thi Ra có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Thi Ra, dạ cảm ơn Thiện Ngũ, cảm ơn Hồng Mai. Thi Ra còn trước máy không? Dạ cảm ơn chị Meta. Thi Ra còn trước máy không thì dạ, dạ con tri ân sư, cảm ơn Quang Thanh, dạ, cảm ơn Thi Ra. Quỳnh hỏi câu hỏi của Thi Ra nên Nhật Quỳnh muốn biết Thi Ra có trước máy không để Thi Ra nha là giải thích của Thượng Tọa Pháp Thanh với câu hỏi của Thi Ra nha. Dạ bạch sư, ý của Tina muốn hỏi á, mình làm việc bố thí mà khi mình bị đặt để hoặc vì mình lễ phục cái gì đó thì mình mới làm cái việc bố thí đó thì cái phước sẽ như thế nào? Dạ con xin lấy nói như con đi cho nó dễ, để con nói lung tung quá hay con sợ có sự hiểu lầm. Dạ bà sư, thí dụ như con nè ha, nói ngài chưa biết đi ha, không có chạy đâu được hết á. Thí dụ cái chuyện này là không bao giờ có đối với ngài Trí Đức, nhưng mà con thí dụ cho nó rõ ràng là thí dụ đi, ngài Trí Đức kêu con cô Nhật Quỳnh, sư cần cái này cái này, cô bố thí hoặc cô kêu người dân cúng cho sư cái này cái này, con vì lễ, dạ vì lễ lời của ngài thì con kêu gọi Thi Na hoặc Quang Thanh hoặc chị Metta và mình làm cái điều này cho sư, cho ngài, và bản thân con cũng làm nữa. Nhưng mà không phải con nghĩ cái chuyện mình làm phước hay là con nghĩ đến lợi ích chung hay như thế nào hết, mà con chỉ vì cái sự nể nang thì con bố thí. Như vậy cái phước con nó sẽ như thế nào? Dạ con kính nhân mít đến sư chỉ dạy dùm cho con. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Ga giá. Thì khi mà chúng ta làm đó, mà chúng ta làm và với cái áp lực, ví dụ như bây giờ mình nói giả dụ bây giờ mình làm việc ở trong một cái chỗ nào đó, mà bây giờ ông giám đốc ông nói bây giờ ở chỗ đó rồi đó, ta cần bố thí, bây giờ mình phải hùng vô gom góp vô để mình đi lại đó mình giúp đỡ bố thí. Thì sao khi mà mình làm như vậy với cái tâm nó miễn cưỡng, thấy không? Rồi bị gì giờ ông sếp mình không ra lệnh mà bây giờ mình không làm thì sợ ông nói, cho nên mình thôi người ta làm mình cũng làm. Thì như vậy mình làm với cái gọi là cái tâm hỗ trợ. Quý vị biết là hả, cái tâm hỗ trợ thì cái phước nó rất là yếu, thấy không? Đó. Cho nên á, là khi mà chúng ta làm á, mà vì sợ ha, vì sợ rồi vì cái là theo truyền thống vì kia đó thì cái quả nó rất là thấp. Ví dụ bây giờ cái trường hợp mà ông sếp ông ra lệnh giờ mình không làm thì sợ ông nói, thấy không? Bây giờ cả nhóm bạn bè người ta làm hết mà mình không làm á thì sợ người ta nói. Cái truyền thống gia đình mình đó là năm nào cũng tới rộng bãi cũng đi cúng chùa, mà giờ hôm nay mà mình không làm theo cái truyền thống của gia đình á, không đi cúng thì đi ngược lại truyền thống, rồi trong dòng tộc đồ người ta chê cười. Thì khi mà chúng ta làm như vậy là làm với cái tâm hỗ trợ,
Thì dĩ nhiên là cái phước nó không có mạnh mẽ bằng cái chúng ta làm với cái tâm hợp trí và đầy đủ tạm tư như hồi nãy sư đã phân tích ở trong phần trước rồi đó. Đó thành ra đó chúng ta làm mà với cái áp lực, rồi làm với cái truyền thống, làm theo cái những cái ấy thì nó cũng có phước, nhưng mà cái phước nó rất thấp. Hoặc là chúng ta làm mà với cái tâm mà hối tiếc thì nó cũng cho phước, nhưng mà cái phước nó rất là thấp. Thành ra hồi đó nghe hòa thượng hay nói nhân nào quả nấy anh ơi. Rồi ngài hay thề kể cái câu chuyện, cái câu chuyện về cái ông Bà La Môn. Ông Bà La Môn này ổng rất là bủn xỉn, nhưng mà vì cái lòng tế độ cái vị tỳ kheo này nè, cứ hay đứng trước cửa nhà ổng hoài. Mỗi lần đi vô làng Trì Bình sắp thịt ngang qua nhà ổng thì cái vị này hay đứng đó. Rồi bữa đó là ông thấy lâu quá cái vị này cứ đứng hoài ở trước cửa nhà mà không cho cũng kỳ. Cho nên ông mới ông đi ra, ông thấy vị này đang đứng, ông quay vô nhà ông nói chứ có đứa này ở trong nhà không, coi có gì đem ra bố thí cho cái ông này đi. Đó thì những cái người gia nhân á, theo cái lệnh của ổng mới lấy cơm lấy gì đó để bát cho cái vị vô chị tỳ kheo. Thì ông điên đoạn, ông điên đoạn ông sực nhớ là ông quên cái gì, ông quay trở lại. Ông quay trở lại thì cái những cái người mà đầy tớ mới vừa để bát cho vị tỳ kheo. Rồi ổng nói chứ ta mấy đứa nó để bát cho ổng gì á, thì cái vị này phải mở cái bát ra cho ổng coi. Thì thấy cơm nước gì đó. Rồi ông này thì cái tánh ông bụng xỉn mà, ổng khởi lên cái ý, trời ông bá cái đồ này còn ăn được mà đem cho ổng làm gì, tối ngày ổng đâu làm gì đâu mà cho ổng, không phải mà để lại để cho mấy đứa gia nhân ăn đặng làm công chuyện còn tốt hơn. Đó. Chính vì có cái tâm bố thí, nhưng mà bố thí gọi là để cho ông em đi chỗ khác rồi đi, ông đứng bên ngoài. Là một. Thứ hai nữa, sau khi mà bố thí với cái tâm hối tiếc thì ông Bà La Môn này sau này cái quả nó đưa đến sao? Bảy đời ông sanh ra trong gia đình giàu có, nhưng mà ông bị bệnh ông không có ăn uống gì được á. Thành ra quý vị thấy rằng cái phước bố thí, mặc dù là cái bố thí với cái tâm hỗ trợ nó rất, nhưng mà nó vẫn cho quả. Bảy kiếp sanh ra trong cái gia đình có, nhưng mà cái tâm hối tiếc thì bị bệnh về cái cuống họng, về bệnh về bao tử, về bệnh về những cái đường tiêu hóa, ăn uống cũng được. Đó. Thành ra đó chúng ta mới thấy rằng cái nhân mình gieo, những cái nhân mà nó mạnh mẽ tròn đủ thì nó cho quả an ổn tốt đẹp. Còn mình gieo những cái nhân mà nó yếu ớt, những cái mầm mống mà nó bị sâu mọt, thấy không? Thì chắc chắn là sẽ cho cái cây nó èo uột, làm sao có quả tốt đẹp được. Đó, thành ra đó ngài cứ càng ngày ngày hòa thượng nào đó ngài nhắc đó, cái người mà trí tuệ là cái người bố thí. Còn cái người mà thiểu trí, người không có trí tuệ là cái người dầu cho chúng ta làm với cái sự bố thí, với cái
cái tâm hỗ trợ, mình làm với cái sự ra lệnh của người khác, mình làm vì cái truyền thống, làm với cái những cái tâm mà nó không có mạnh mẽ, hỗ trợ nó vẫn cho quả nhưng mà cái quả nó thấp. Thì chính vì vậy mà Ngài mới nhắc là nhân nào quả nấy. Cho nên nếu mà chúng ta làm, chúng ta làm với cái tâm hợp trí, đầy đủ tâm tư, làm với cái tâm cung kính, và tự thân mình bắt ý mình làm, mình không bị cái sự sắp tính, sự điều khiển, cái mệnh lệnh của ai á, thì nó sẽ cho cái quả nó lớn lao hơn, tốt đẹp hơn, đời sống mình nó tương đối nó tốt đẹp, và những cái thuộc của mình thì là cái những cái người cũng có tài sản, có của cải, thì nếu mà chúng ta làm với cái chủng tử, cái tâm như thế nào thì nó sẽ cho quả như thế đó. Khi chúng ta thực hành thì sẽ có đưa đến quả. Quan trọng là cái nhân của chúng ta gieo nó như thế nào. Vậy đó. Thấy không? Chắc chắn bây giờ quý vị lấy hạt đậu, hạt lúa gì đó, thấy không? Quý vị gieo xuống chắc chắn là nó sẽ cho quả. Nhưng mà cái quả nó nhiều hay ít là còn tùy thuộc vào cái hạt giống. Nếu mà hạt giống nó chắc, giống như hạt giống là với trí tuệ, hợp trí và đầy đủ tâm tư, thì nó sẽ cho quả nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta làm với cái tâm miễn cưỡng, trước mệnh lệnh, trước cái truyền thống và là cái tâm hỗ trợ, thì chắc chắn nó sẽ cho quả nó thấp thỏi hơn. Xin giải thích cái thắc mắc của Tina và cái câu hỏi của cô Nhật Quỳnh. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy câu hỏi của Tina cũng như của con. Dạ, con thành kính tri ân sư. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị. Dạ, cô tu nữ Tài Duyên có câu hỏi nào không cô? Câu hỏi nào không, xin mời bàn tay của cô ạ. Dạ, cô tu nữ Tài Duyên có đang ở trước máy không? Có nghe được của Nhật Quỳnh không cô? Như là cô không có trước máy, cô cũng không nghe được âm thanh này. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, và mời quý vị có đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Quang Thanh có trước máy không Quang Thanh? Alo, Quang Thanh có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Rồi, mời Quang Thanh nha. Quang Thanh có câu hỏi lên hỏi để cho mình giải tỏ cái gì mình chưa hiểu thì mình cứ dịch hỏi dạng lên. Mời Quang Thanh nha. Hôm Nhật Quỳnh thấy Quang Thanh chia sẻ cũng rất là hay khi mà mình học được giáo pháp. Mời Quang Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, lễ Thượng Tọa Pháp Thanh, Thượng Tọa Quán Không. Con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tại Đức. Quả con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Tệ Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng nghe bài pháp của Sư Pháp Thanh, con rất là hoan hỉ. Con có một câu hỏi thắc mắc một chút về sự bố thí cúng dường. Con thì con mới đến với Phật pháp, thì về cái sự bố thí của con thì thật sự ra là con cũng chưa đi được nhiều, nhưng mà qua một người bạn của con ấy, người ta nói là cúng dường là mình phải tìm những cái bậc
những bậc tu đầu đà, rồi là những cái bậc mà tu ở rừng thì phước nó mới lớn. Còn mình dường và mình cúng dường tất cả chư, những các chư tăng mà không tu cái bậc hạnh đầu đà đấy thì cái phước nó không có cao. Thì con cũng có thắc mắc là con có nói, con nghe thấy là Đức Phật nói cái câu là cúng dường không phân biệt. Thì con thấy cái câu mà cúng dường không phân biệt này là không phân biệt đối với tất cả các chư tăng như Sa Ri hoặc là Tỳ Khưu hoặc là Thượng Tọa. Thì cái đấy là con cũng một phần là con hiểu được. Nhưng con muốn hỏi sư một cái việc là khi con cúng dường thì con có sự tất cả. Nay con cúng dường đến một vị sư, nhưng vị sư đó không phải là người tu đầu đà mà cũng không phải là người tu thiền, hay là chỉ là một vị sư bình thường. Nhưng mà sư lại ở một cái ngôi chùa hẻo lánh mà chỉ có một mình sư, mà sư chỉ có tu tập, cũng tu tập về Phật giáo Nam truyền. Thế nhưng mà có cái là mọi người cứ nói là bây giờ mà cúng dường với đến một vị, cũng có phần đến người tu phạm hạnh với tu hạnh đầu đà. Thế cái sự khác nhau của cái người mà tu hạnh đầu đà và cái người mà tu bình thường thì nó có cái điều gì khác nhau, thì con kính sư chỉ dạy cho con. Cái thứ hai nữa là khi con tác ý con cúng dường, là khi lúc đầu là con tác ý là con cúng dường, là con nói như thế này thì xem con làm như vậy thì có cái phước của con có không. Thật sự con làm về sự bố thí thì con không nghĩ đến phước, nhưng mà con nghĩ đến là con làm để con gieo cái nhân, và con làm chủ yếu là con xin hồi hướng đến tất cả các thân nhân đã quá vãng hoặc là còn hiện tiền, chứ con lại không có nghĩ là con làm đấy để con tạo cái con có phước để về sau này con hưởng. Cái đấy là con không có, khi con làm không có nói như thế. Nhưng mà con thấy mọi người, con thấy một cái người chị bảo là em làm như thế là không có, vậy là em không có phước. Thì con muốn hỏi sư là vậy thì mình có phước không ạ? Và con kính dâng mức đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì thật sự ra khi mà chúng ta chưa có sự hiểu biết cặn kẽ rõ ràng thì thường thường quý vị thấy đa phần người ta làm, người ta còn cái sự phân biệt so sánh. Tôi đi cúng dường tôi lựa mấy cái chùa nghèo tôi mới cúng, còn mấy chùa lớn giàu có quá thôi không cúng. Tôi lựa mấy vị tỳ kheo nào mà tôi thấy đàng hoàng tôi mới cúng, mấy vị nào mà tôi thấy được tôi mới cúng, thấy thế này thấy khác. Thì cái đó nó là còn cái sự phân biệt, thấy không? Thì khi mà chúng ta làm á, chúng ta làm với cái tâm tư mà rộng mở thì cái phước nó mới lớn, thấy không? Đó, còn mình làm mà mình còn so sánh, mình còn phân biệt mấy vị này á, tu hành đầu đà, mấy vị hành thiền thế này thế kia, mình mới cúng thành ra cái phước nó, tại vì cái tâm mình nó còn hạn hưởng, mình có cái sự gì so sánh, mà cái tâm mà hạn lượng so sánh nó là cái tâm ngã mạn, thấy không? Thành ra nó bị cái phiền não nó chen vô một phần nào rồi, thì cái nhân á, nó đã bị những cái phiền não. Thành ra làm sao mà có cái quả nó lớn được, phải không?
Đó. Bây giờ á, quý vị nghĩ vậy nè, hồi cái thời kỳ mà Đức Phật á, thấy không? Những cái gia chủ ở trong làng có khi người ta đâu có điều kiện mà người ta thỉnh năm bảy vị. À, người ta thỉnh một vị để người ta để bát, người ta cúng dường. À, nhưng cái vị tỳ kheo mà đến mà thọ nhận cái vật thịt của cái gia đình đó là tăng. Là ở đây sao? Là được tăng chỉ định. Vậy cái vị thí chủ không có lựa. Chừng nào mà vị này mà nói bây giờ ngày mai con để bát cúng dường nha. Nhưng mà là con cúng dường cho vị sư A, thì cái đó là làm còn cá nhân tiện thí rồi đó. À, còn bây giờ á, dạ con xin ngày mai con xin thỉnh một vị tỳ kheo đến nhà con để con cúng dường, để bác cúng dường. À, thì cái vị nào được tăng chỉ định cử đến để nhận cái vật thực cúng dường đó là đại diện cho tăng. Mặc dù mình cúng dường có một vị thôi, nhưng mà cái vị này được tăng chỉ định đại diện đến, chứ mình có thỉnh mời, mình có lựa. À, rồi cái vị này đó không biết là sa di hay là tỳ kheo gì không biết, có tu đầu đà là có gì không biết, nhưng khi mà được tăng chỉ định đến là cái vị đó là đại diện cho tăng. À, hả, mà nếu mình cúng dường đến chư tăng thì kẻ phước nó lớn. Còn mình cá nhân tiện thí, bây giờ mình thỉnh vị A, vị tỳ kheo A, vị tỳ kheo B, vị mà phải sọ đầu đà thế này thế kia đó, thì sao? Thì là mình cá nhân tiện thí rồi. Bây giờ mình phát tâm cúng dường đến Tam Bảo, thì chùa nào mình thấy mà cần hỗ trợ, ví dụ cái chùa đang xây dựng, cái chùa đang làm những cái cốc liêu, đang làm những cái Phật cảnh tôn tự tượng Phật rồi vậy đó, mình quan hỷ cúng dường. Đừng nói trời chùa lớn quá, chùa giàu quá, thôi để mình đi kiếm mấy chùa nghèo kia rồi mình cúng. Thì mình còn hạn lượng, mình còn có chọn, mình còn so sánh, mình còn thế này thế khác, phải không? Bây giờ mình thấy rằng cái chùa này đang xây dựng, đang làm chánh điện, đang làm giảng đường, đang làm tăng xá, đang tôn tạo tượng Phật gì đó, mình quan hệ cúng dường vô có phước. Chứ mình đừng có lựa chọn thế này thế khác, đó. Rồi, và cái mình nói ở đây mình hiểu tăng là như vậy đó. Khi quý vị cúng dường đến một cái vị tỳ kheo đó, nhưng mà quý vị nghĩ là cúng dường đến tăng, chứ đừng nghĩ là cúng dường cho vị tỳ kheo A, tỳ kheo B vậy đó. Đừng nghĩ là cúng dường đến ông sư Pháp Thanh hay gì đó. Mình nghĩ là đây là cúng dường đến chư tăng, được rồi. Thì thật ra đó, ở trong kinh có những cái bài kinh nói về cái vấn đề mà cúng dường đến các cái vị mà nhập diệt thọ tưởng định, thì cái phước báo nó rất là lớn. Cái trường hợp mà các vị thánh lậu tận, sau khi các ngài nhập diệt thọ tưởng định 7 ngày rồi đó, mà mấy vị này xả cái tầng thiền diệt thọ tưởng định, mà nếu mà chúng ta có duyên lành cúng dường đến các vị này thì cái phước báo nó rất là lớn, có thể là nó cho cái quả hiện tiền. Nhưng mà bây giờ làm sao biết đâu mà mình lựa, biết đâu mà mình lựa, không? Thành ra bây giờ mình cứ nghĩ là cúng dường đến tăng. Quý vị nhớ rằng tăng trong đó có thánh tăng và phàm tăng, những người đang thực hành cái con đường giới định tuệ,
À, mà tăng á, trong đó có cả bậc chánh đẳng chánh giác nữa, phải không? Cho nên á, là Đức Phật Bà Gotami à, bà tự tay dệt hai cái bộ y à, để dâng cúng đến đến Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật khuyên này à, Di Mẫu Gotami hãy dâng cúng đến tăng à, cái phước báo nó lớn hơn. À, nhưng mà lúc đầu bà không hiểu à, bà phiền não. Nhưng mà khi mà Đức Phật à, giải thích thì trong đó, đó tăng chúng, bởi ta nói à, bên bên bắc à, các cái chùa bắc à, bắc truyền ta nói không phước chúng như hải à, cái trong tăng chúng đó là gồm gì, có các bậc chánh đẳng chánh giác, các bậc thánh thinh văn. À, có cả những cái vị Bồ Tát nữa, những cái vị mà đang thực hành các cái pháp độ để hướng đến cái quả vị giải thoát. À, thì quý vị thấy rằng cái biển cả trong đó nó hàm chứa rất nhiều những cái tài sản à, à, nó nuôi dưỡng rất nhiều những cái chúng sanh ở ở trong đó. Cho nên á, đằng bên Bắc Truyền tôi mới nói là phước chúng như hải à, thì trong cái tâm chúng là cái phước báo nó rộng lớn là như vậy à, khi mình dân cúng đến tăng thì cái phước báo nó thù thắng hơn à, đó. Còn hả, nếu mà mình còn cá nhân tiện thí à, bây giờ á, mình à, mặc dù mình vịnh thỉnh à, bốn vị. Không? Bây giờ ông cái ông gia chủ này ông thỉnh ngày mai là con thỉnh bốn vị đến nhà con để con trời tăng cúng dường. Nhưng mà là thỉnh ông trụ trì, rồi thỉnh vị sư A, sư B, sư C gì đó, đủ bốn vị. Thì mặc dù là bốn vị đó là nó đủ tăng, nhưng mà nếu có cái là ông lựa chọn, ông còn cá nhân tiểu thí thì như vậy chưa phải là cúng đến tăng. Còn thỉnh một vị để bác cúng dường, nhưng không có chỉ định vị nào hết, tùy chư tăng muốn chỉ định vị nào đến thọ nhận cái sự cúng dường này cũng được. Thì như vậy đó, cái vị này dầu cúng có một vị thôi nhưng mà cúng đến tăng do vị này được chư tăng chỉ định cử đến, mình cũng có lựa. Không, mình phải hiểu vậy đó à, đó để chúng ta trong cái công hạnh mình làm đó, cho nó một cách nó rộng rãi à, không có sự phân biệt à, thì như vậy cái phước báo à, nó tốt đẹp à. Còn nếu mà chúng ta còn hạn lượng, còn so sánh à, còn à, cá nhân tiện thí thì như vậy thì cái phước báo nó à, hạn hẹp à, xin giải thích cái thắc mắc của quan tâm và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô A Di Đà. Dạ, Nam Mô Bích Thầy nhé, Nam Mô Thâm Ma nhé, Nam Mô Sang Khai nhé. Tất cả các em đã có được rõ không ạ? Cảm ơn Nguyên Hoàng. Dạ, con thành kính đảnh lễ mà Pháp Thanh, Ngài Chí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tịch, Đức Lễ Đức Tư Nữ và Thân Hào với Thiền Nam Thánh Nữ. Dạ, à, qua câu hỏi của Nguyên Hoàng, thì là con ngài giải thích thì con cũng hiểu rõ được một chút, nhưng mà bạch ngài, con xin hỏi là ví dụ như một người Phật tử người ta đến chùa người ta cúng dường, người ta đã có tâm đến những cái món mà người ta quý, người ta đem đến chùa để người ta cúng dường, nhưng mà ngược lại cái vị tăng này lại chê đồ với người ta,
như vậy phước của người Phật tử cúng dường đó có phước hay không, và ngược lại cái người tăng này có phạm luật, mà nếu có phạm luật thì phạm luật gì? Dạ con kính thỉnh ngài chỉ dạy cho con, để con thấy trước mắt nhưng mà con rất là cái tâm con nó bị giống như là thương cho cái người Phật tử đó, người ta có cái tấm lòng, người ta đem những cái món nhưng mà thật ra nó không có đã thái, như người ta ở trong giường ta có gì người ta cũng có đó, nhưng mà đến chùa thì cái vị này ngồi chơi thì như vậy người Phật tử có phước hay không, còn ngược lại cái ông tăng này ảnh có phạm luật hay không? Dạ con kính thỉnh ngài giảng dạy cho con hiểu không. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Lâu lắm rồi cô Tại Duyên mới vô sinh hoạt ha. Thì thật sự ra đó, quý vị nhớ rằng á, mấy vị sư có đôi lúc cũng còn là phàm nhân, cho nên á, mà nếu mà còn phàm nhân thì nó còn những cái phiền não, phải không? Còn cái việc mà chúng ta làm những cái thiện sự là cái tác ý của mình phải mạnh mẽ. Thì bây giờ cái điều kiện mình có như thế nào, mình như thế đó. Bây giờ cái vị thí chủ người ta cúng dường 1.000. Thì mình thấy rằng cái nếu mình nói về cái lượng 1.000 thì nó quá nhỏ bé hơn là cái ông đại gia kia ông cúng 1.000.000, thấy không? Nhưng mà mình thấy rằng ông đại gia này ông có hàng trăm tỷ, ông cúng 1.000.000, nó có ảnh hưởng gì đến cái tài sản ông đâu, phải không? Nhưng cái người thí chủ này nè, họ có 2.000, họ cúng dường 1.000, đó là nửa cái tài sản của ta rồi, phải không? Còn nếu mà họ có 1.000 đồng thôi mà họ dám cúng 1.000 nữa là coi như họ cúng cả cái tài sản của họ, phải không? 1.000, 2.000 so với cái ông mà đại gia cả trăm tỷ thì nó không có bằng cái hột bụi đó, không? Nhưng nếu mà mình nói về cái sự tịnh tính, cái mãnh lực tâm đó, là nó rất là mạnh mẽ, không? Nếu mà cái vị kia đó mà vì cái tham cái của cải thế gian, trời ơi cúng gì có 1.000 bạc kia nọ, không? Thì như vậy á là mình không có cái tôn trọng cái sự dân cúng của người ta. Ha. Bây giờ á là người ta cúng nhiều cúng ít không có quan biết, mà người ta khởi tâm lên người ta cúng là mình phải tôn trọng cái thiện pháp của người ta rồi. Ha. Đó. Mặc dù cái gì mà khởi lên cái tâm mà không quan hỷ với cái sự dân cúng hay là chê những cái vật phẩm cúng dường nó không cao cả là tốt đẹp gì đó, thì nó thật sự ra ở đây nó không có phạm gì hết á, nó không có phạm giới, nhưng mà cái vị này đó phạm trong cái sự ô nhiễm cái nội tâm của mình. Chứ còn nói về giới thì vị này không có phạm gì hết, nhưng mà cái tâm còn ô nhiễm là một. Cái thứ hai nữa là làm cho cái thí chủ người ta mất cái sự hoan hỷ, thiếu niềm tin với tăng chúng đó. Chứ còn phạm giới phạm gì thì không có, nhưng mà điều cái là
cái vị này nội tâm bị ô nhiễm và làm cho thí chủ người ta mất cái sự hoan hỷ. Thì ở đây đó, sư nhắc lại cái tích chuyện của hai cái người chiên Đà La mà dân cúng đến Đức Thế Tôn. Thì một cái người này á là cái người mà nếu người chiên Đà La thì quý vị biết rằng cái hai hạ đẳng nhất ở trong cái giai cấp cái xã hội Ấn Độ. Thì cái cô nàng này đó cổ làm cái công việc là xay xả lúa, xả lúa giả gạo. Thì mặc dù làm cái công việc mình xay lúa giả gạo vậy đó, nhưng mà cô ta đâu có được ăn cơm đâu, thấy không? Thì khi mà xay lúa giả gạo xong đó là cái ông mà chủ á, cho cô này ăn cái gì? Ăn cái cám á, cái cám gạo á, thấy không? Cái cám gạo á, rồi trộn ít đường gì đó rồi nén lại thành cái bánh. Thì cô này đi ra ruộng á là đem theo cái bánh cám này đó để buổi trưa ăn. Thì hôm đó cô đi ra ruộng, trên đường đi ra ruộng thì mới gặp Đức Phật đi trị bệnh khất thực. Cô ta mới đem cái bánh cám gạo này đó để bác cúng dường đến Đức Thế Tôn. Rồi một cái trường hợp thứ hai nữa đó, thì cái cô này á cũng vậy, cổ là chiên Đà La mà thành ra đâu có cái vật thực mà ngon lành. Thì cái người chủ cũng sai đi ra làm công việc ngoài ruộng, cho nên là cô này á được đem theo có một miếng cơm cháy đó. Rồi cái cô này cũng gặp Đức Phật, cổ mới đem miếng cơm cháy đó, cổ mới để bát cúng dường đến Đức Phật. Thì những cô này á cổ mới nghĩ là Đức Thế Tôn á là trước khi mà xuất gia đó là ở trong cái dòng tộc cao quý, ngài là thái tử, ngài là vua, ngài ăn những cái đồ cao lương mỹ vị, chứ còn mà cái bánh cám gạo ở miếng cơm cháy của mình ấy, chắc là lát ngài đi tới gốc cây kia ngài quăng bỏ chứ ngài đâu có ăn. Thì khi mà Đức Thế Tôn biết những cái ý nghĩ của những cái cô gái chiên Đà La này, thì Đức Thế Tôn mới ra hiệu cho ngài Ananda đến một cái cội cây gần đó trải tọa cụ, và Đức Thế Tôn ngồi xuống dưới gốc cây bẻ từng miếng bánh cám gạo, bẻ từng chút cái miếng cơm cháy thọ dụng, làm cho hai cái cô gái chiên Đà La này tràn đầy hoan hỷ. Đó chứ ngài đâu có chê cái vật dụng mà thí chủ người ta dân cúng, khi mà thí chủ người ta có cái niềm tin, người ta dân cúng, người ta tạo trữ làm những cái thiện pháp, thì sao chúng ta phải sách tấn, phải hỗ trợ để cho người ta có cái tâm hoan hỷ để người ta làm, đúng không? Còn nếu mà người ta có cái tâm mà để thực hành các cái thiện pháp mà mình làm những cái cản trở đó thì sao? Thì sao này mình bị những cái quả xấu. Sau này mà mình có cái phát tâm lên mình muốn làm những cái thiện pháp á, tự nhiên nó có những cái chướng ngại, nó cản trở, đó là cái quả xấu thôi, chứ còn nếu mà nói phạm luật thì không phạm, thấy không? Thành ra đó, khi mà thí chủ ta làm mà chúng ta hoan hỷ, rồi chúng ta sách tấn, rồi chúng ta chia phước rồi đó, thì cái phước báo nó lớn rồi, sau này á chúng ta có người hỗ trợ,
có người giúp đỡ để chúng ta thực hành các cái thiện pháp. Còn giờ người ta làm mà mình khinh chê, rồi mình miệt thị hay là mình cản trở người ta làm, thì đó là cái quả để sau này, không? Mình muốn làm cái có người bàn ra, mình muốn làm cái bị trở ngại chuyện này chuyện kia mình làm không được, mình muốn làm cái bắt đầu là nó có vấn đề nào đó, cái chướng ngại nó gây ra cái cản trở cái thiện nghiệp của mình làm, thì nó có cái quả như vậy. Chứ còn nói mà về phạm giới phạm luật thì nó không có phạm, nhưng mà điều cái là làm cho cái người thí chủ người ta mất cái sự quan hỷ, thiếu cái niềm tin đối với Tam Bảo, thì cái điều đó là đem đến cái quả xấu. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Tệ Duyên. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh và từ bi giảng dạy câu hỏi của cô tu nữ Tệ Duyên. Và con thấy cô đã chắc là sa thú thành kính tri ân ngài Pháp Thanh rồi. Dạ, con nghĩ vậy là cô rất hoan hỷ với câu trả lời của sư. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, cô Tệ Duyên còn câu hỏi nào nữa không? Dạ, đạo tràng còn vị nào có câu hỏi không, xin mời bàn tay. Dạ, mời quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên. Còn nếu có vấn đề gì đó thì có thể chết chắc lên thì mình xin phép được đọc ạ. Minh Giang Nhật Hà có trước máy không? Giờ núp lùm ngồi yên phải không? Trốn phải không? Sợ mà chát lên là Nhật Quỳnh kêu phải không? Minh Giang Nhật Hà, alo, trốn đâu cho khỏi. Alo, Minh Giang Nhật Hà, em ru luôn ha, trốn thiệt luôn ha. Thấy Minh Nhật Hà, Minh Giang Nhật Hà trốn mà Nhật Quỳnh rất là buồn cười luôn đó nha. Dạ, Xích Niệm Từ ơi, Xích Niệm Từ có câu hỏi không? Niệm Từ có câu hỏi không, Niệm Từ? Alo. Dạ, vậy là Niệm Từ cũng không có trước máy. Như Quỳnh thấy chị Meta đang ở trước máy. Như Quỳnh kính mời bàn tay của chị Meta. Chị Meta ơi, còn có mấy phút nữa thôi chị Meta. Dạ, kính mời bàn tay của chị. Dạ, cảm ơn Niệm Từ. Dạ, kính mời bàn tay của chị Meta. Chị Meta là rất nhiều duyên để bố thí cũng như. Dạ, mời chị nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thành, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính cảm ơn ngài Pháp Thành đã giảng dạy bài học hôm nay để con hiểu rõ thêm được về những cái lợi ích, những cái phước báo của việc bố thí cúng dường. Dạ, con rất là hoan hỷ. Đối với con thì bởi vì cái hoàn cảnh của con đó là con cũng sắp gần đất xa trời rồi, cho nên con nghe cái lời của Đức Phật dạy là chớ thấy cái việc thiện nhỏ mà không làm, thấy những cái mà lại làm những cái việc xấu, những cái việc ác nhỏ, thì cho nên con nhớ cái điều đó, cho nên con bỏ đi cái tâm phân biệt là gặp có điều kiện, có cơ hội là con làm, chứ con không còn phân biệt việc nhỏ, việc lớn hay là phước ít, phước nhiều gì nữa.
Dạ con hôm nay con không có câu hỏi gì, con chỉ chia sẻ cái tâm tư của con với đạo tràng vậy thôi. Dạ con có không phân biệt gì nữa hết, con gặp cái gì mà con có thể làm được. Dạ con dầu nhỏ dầu lớn gì là con cứ làm ngay, để con nghĩ rằng cái phước này cũng như là để tạo thêm cái ba la mật, rồi cái cũng như con bỏ ống vậy. Dạ để con làm hành trang lúc con ra đi, chứ con không còn phân biệt gì nữa hết. Dạ nhà trong đầu con thì hiện tại bây giờ cái hoàn cảnh của con là cũng được thuận lợi, là con không còn lo cơm áo gạo tiền, không còn lo thân nhân ở bên Việt Nam như cha mẹ hay là ông bà gì hết. Dạ đã mất hết rồi. Rồi anh em thì cũng còn có mấy người mà cũng không đến nỗi phải nghèo khó gì, cho nên con yên tâm lắm. Con gặp được việc gì là con làm ngay. Dạ con không còn so đo, không còn tính toán gì hết. Dạ con cảm ơn quý sư, nhất là ngài Trí Đức cùng với quý sư đã vào trong đạo tràng này đã giảng dạy cho chúng con, mà con có được những cái tri kiến tốt đẹp như ngày hôm nay. Dạ con rất là hoan hỷ. Dạ con thành kính tri ân ngài Trí Đức cũng như tất cả quý sư, tất cả quý thầy như thầy Kinh hay là huynh Pháp Hữu trước đây đã vào đây, rồi con đã ngày cuối đời con đã biết được Phật giáo Nam truyền thì con vô cùng hoan hỷ. Dạ con nghĩ những cái gì mà quý ngài, quý sư, quý thầy dạy cho chúng con là con luôn luôn con ghi nhớ và con hành theo, để mà con tạo được cái phước để cũng như là bỏ vào trong cái ống để mà mang theo. Và con chỉ có những cái lời mà chia sẻ như hôm nay thôi. Con thành kính tri ân tất cả quý sư, quý thầy. Và con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng với con vào đây để tu tập. Và con cũng kính mong tất cả quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh và sớm đạt được đạo quả. Và con cũng kính mong tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con đồng hành tu tập, thì con cũng mong là tất cả quý vị cũng sẽ sớm đạt được những cái thành tựu mà mình đã mong ước. Và con xin xuống mít và cũng sắp hết giờ rồi. Dạ con xin cảm ơn lại cho đạo tràng, con chỉ có những lời tâm tư chia sẻ như vậy thôi, chứ con không có câu hỏi gì hết. Dạ con xin cảm ơn. Dạ sa thủ, kính cảm ơn chị Metta đã chia sẻ những ý nghĩ cũng như trong việc tu tập của chị cho đạo tràng, rất là hoan hỷ. Dạ sa thú vậy. Dạ Nam Mô Bụt Thà giá. Dạ con thấy đồng hồ con còn có 3 phút à. Dạ Thượng Tọa Pháp Thanh có thể cho con biết có thể cho một câu hỏi có được không? Hay là con hồi hướng à? Dạ Thượng Tọa Pháp Thanh cho con xin một ý kiến à. Dạ cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con kính dân mít đến sư. Dạ thì thời gian nó cũng ngắn, thì cô cứ còn thắc mắc gì thì cứ nói, rồi sau đó thì sư giải đáp ngắn gọn, và mấy cô sám hối rồi sư xin thỉnh chư tăng hoặc là sư sẽ phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Dạ mời cô Nhật Quỳnh. Dạ sa thú con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, nghe qua những lời chia sẻ của quý vị trong đạo tràng cũng như của chị Metta, là
cúng dường không phân biệt, nhưng con thì con lại khác với sư. Ví dụ con nghe cái việc gì đó, con suy xét việc này nên làm hay không, và con quan hệ thì con làm liền, dù lớn hay dù nhỏ. Nhưng mà con có cái phân biệt, con nghe việc gì thì con phải suy xét trước nên hay là không nên. Tại vì con thường nghe cái câu đó là nếu mà mình cúng dường không có mình không có trí thì vô tình mình nuôi dưỡng cái ác. Nên cái hiểu biết con là như vậy, đúng hay sai như thế nào sư chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Tha. Dạ con kính nhân bích tính sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang ca giá. Thì có đôi lúc những cái việc mình làm mình cũng phải dùng cái trí tuệ để mình phân biệt những việc nào nên làm và những cái việc nào không nên làm, những việc nào làm để đem đến cái lợi ích và những cái việc làm nào nó không đem đến. Thấy không? Ví dụ như giờ người ta rủ mình hùng phước vô để cúng đình cúng miễu thì những cái việc này nữa mình hùng phước vô nó không có đem đến cái lợi ích, không? Hoặc là bây giờ á, những cái người này bệnh những cái người này bệnh mà hay là hùng cho những cái người mà họ nghiện ngập, họ nghiện rượu, họ nghiện xì ke ma tí, giờ á họ hỗ trợ giúp đỡ cho họ có tiền để họ uống rượu, họ sử dụng những cái chất sai nghiện ngập rồi đó, thì cái đó này đâu đem đến cái lợi ích đâu, thấy không? Còn bây giờ mặc dù cái người này họ không biết tôn giáo nào, họ tin lầm Thiên Chúa rồi đó, nhưng mà bây giờ họ đang bị tai nạn, đang bị bệnh tật, họ đang khổ đau, bây giờ mình thấy mình giúp đỡ cho họ, một chúng sanh đang đau khổ, họ đang quằn quại chịu đựng những cái khổ đau để mình giúp cho họ, thì mình không phân biệt là thân quen hay là bạn hay là cùng tôn giáo của tôi, cùng tôn giáo của tôi là cái nọ đó, mình bỏ qua hết những cái đó để mình giúp đỡ cho người ta, để người ta vượt qua cái sự khốn khó, thì cái đó nó đem đến cái lợi ích, đó. Thành ra đó là chúng ta mặc dù chúng ta làm cái việc bố thí nhưng mà nhớ cũng phải là hợp trí, có phân biệt việc nào nên làm và những việc nào không nên làm, những cái việc nào làm để đem đến cái lợi ích tốt đẹp và những cái việc nào làm không đem đến lợi ích tốt đẹp. Thì thời gian cũng đã hết, với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức Phật thầy Khang An, cầu mong tất cả các bậc thầy tổ ở cảnh giới nào cũng được an vui, cầu mong tất cả quý Phật tử quý tôn nữ nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh sớm vượt qua tất cả những khổ đau thiên tai dịch quả, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ mời cô sám hối rồi sẽ thỉnh chư tăng chúc để kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, xã thủ lành thai. Dạ, sư huynh đã mất rồi mà con không có dám, con không dám mở mít sư xuống mà ngài đã bỏ sư xuống. Dạ, nam mô Bụt Tha giá. Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhục Quỳnh sám hối sau khi thính pháp, và sau đó chúng con cùng thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng ba đà phạm xung và ruột ta mang buộc thể dâu ca li tổ đô sơ buộc thơ
Khamatutang mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu.